Xin chào tất cả bà con, xin chào mừng bà con, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đà Vào mình nhé. Hôm nay là ngày đầu tháng mùng 1 tháng 8, là ngày cuối tuần thứ bảy mọi người nhé. Mình Đà Vào chúc mọi người một ngày đầu tháng, một ngày cuối tuần gặp nhiều điều may mắn vui vẻ nhé. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với giá cà phê, giá tiêu ngày hôm nay cho bà con tham khảo từ đường ra vừa để mua bán nha. Hôm nay là giá đầu tháng của giá cà phê, nhưng mà giá cuối tuần của tuần hôm nay sàn London có tăng nhẹ, sàn New York thì tăng mạnh hơn mọi người nhé. Trong thời gian qua thì mọi người đồng hồ kênh mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn nha. Mọi người nếu ai lần đầu tiên xem kênh mình hoặc là chưa đăng ký ủng hộ mình, xin hãy nhấn nút like, nút share, nút đăng ký miễn phí. Đặc biệt là mọi người nhấn nút chuông nữa nhé, để xem những video giá cả mới nhất ra hàng ngày của mình nhé. Mình rất là cảm ơn nha. Bây giờ mình mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá tại hai sàn London và New York. Và sau đó mình sẽ phát bảng giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và nhà tiết tại các tỉnh cho bà con tham khảo ra vào để mua bán nha. Xin chào tất cả bà con. Đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Robusta chủ phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 ngày đầu tháng thôi nha. Như là phiên giao dịch cuối tuần hôm nay, giá tại sàn London có dương nhẹ thôi nha. Cụ thể là kỳ hàng giao tháng 9 thì dương lên $4 lên 1.344 USD trên tấn. Kỳ hàng giao ngay tháng 11 thì dương lên $5 lên 1.361 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 1 năm 2021 thì dương lên $4 lên 1.375 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 3 năm 2021 thì dương lên $4 mọi người nha. Còn sau đây là bảng giá cà phê sàn New York, cà phê Arabica, cà phê chè chủ phiên giao dịch hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2020. Sàn New York thì có tăng khá mạnh mọi người nha. Cụ thể là kỳ hàng giao ngay tháng 9 thì tăng lên 3.25 sen lên 118.6 sen trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 12 thì tăng lên 3.05 sen lên 121.3 sen trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 năm 2021 thì tăng lên 3.00 sen. Kỳ hàng giao tháng 5 năm 2021 thì tăng lên 3.05 sen mọi người nha. Vậy là hôm nay chủ phiên giao dịch cuối tuần cả hai sàn London và New York có tăng. Sàn London thì tăng nhẹ, sàn New York thì có tăng khá mạnh mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên, xem thử là mua lên bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phát bảng giá tiêu tại các tỉnh cho bà con tham khảo thì đưa ra quyết định mua bán nha. Sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2020.
Thank you.